Thưa bác còn đây các bán, niềm pùi to nhất của người dân ở kênh các quyền bền tôn rắn là có bơi con thả về quyền bền. Cước ni món dân chẳng còn thả giao thông tí lái, quốc hồn đông bào dân tộc tán các quyền bền ô lô tôn rắn, kênh huyến miên tôn Tân Sơn tốn rất từ khó khăn. Mây chư ni, ản xứ quan tâm của đang để nhân nước, có bơi con thả về quyền bền ta ản vơ rốn, vàng lái xứ tôi thầy về ở lô nỉ. Với đoán thả mời hoàn thành, ta giúp các quyền viện ở lô tôn rắn kênh quyền viện huyến Tân Sơn có tư thầy tôi. Thả bao các quyền viện ở lô tôn rắn tại án đầu tư, đặc biệt như quyền coi xa sơn sơn, quyền viện thân xa đông sơn, quyền tôn mường xa thủ ngạc, khu dạy xa thủ cúc. Tạ án xây dứng. Còn năm 2023, huyến Tân Sơn ta cai táo nâng cấp kênh Hàn Mân Hàn phai thậu km, bao gồm các loại thả bê tông xi măng, thả dầm nhứa, thả dầm hỗn hợp, cấp phổi. Cùng với hệ thống cầu đắp tràn cũng ản quan tâm đầu tư nâng cấp với nguồn vốn hỗ trợ kênh và mượn tí tổng, với còn thả thú lơm chơm, thả tất lây lối cước nì, cần ản thay thế bằng con thả bê tông trai sai khắp các quyền bền, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học sinh tí lái, người dân giao lưu buôn bán với bên ngoài thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ngày mà phát triển. Với sự quan tâm của đảng nhân nước cùng sự nỗ lực quyết tâm vươn lên của người dân lô nỉ, tin rằng con thả mời sẽ là đúng lực tê và còn tích cực thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, xây dựng quốc thổ ngày càng ẩm rõ hạnh phúc. Về xa lồng cốc huyến Tân Sơn cam nhấn rõ niềm vui của bà con đồng bào dân tộc thiểu thổ ở lô nỉ, cho con thả về quyền bền, có thả thuấn tiến quốc thổ bà con lô nỉ ta từng ngày thấy tôi. Quyền văn hàn là quyền tôn rắn của xa lồng cốc huyến Tân Sơn, cước ni cử mưa to thả tí lái rất khó khăn. Trên này vào mùa mưa, bà con quên bệnh chẳng còn lò thả tỷ biết cách chơ. Các thôn con học sinh tỉnh thương học cũng tây tu hờn. Con thả mang mắt khơ no niêm pùi với bà con đồng bào dân tộc lô nỉ. Ông Hà Hồng Đà, năm nay ta ngoài vậy muốn thuê, ăn chứng kiện quên bệnh thay tôi từng ngày, ông cam rô rất vui mừng. Ông Đà cho mắt cước ni tí là phai tỷ bố thả cớ tôn treo leo mây chứ nỉ, thả tí lát rõng cũng rất dễ dàng vì có con thả tí lái thuấn tiến tới thủng bác con ngày càng phát triển. Sau khi mà được đảng nhà nước là quan tâm tạo cái mở con đường giao thông giữa là có con thả nỉ quên bền bón họ vui mừng lầm. Có thả con nho tí học cũng thuấn tiến, là ăn kinh tế cũng phát triển, và còn quyền bệnh bón hò cam rô rất là phấn khơi, tươi mừng. Lớp cốc Phật Đài, Tân Sơn, thì bà con là rất tin tưởng sự chỉ đạo như lãnh đạo của đảng và nhà nước. Con thả lồng cốc Xuân Đài ản hoàn thành vào tháng mươn hàn năm 2023, rốn 7,5 mét. Có con thả tới thủng bác con nhân dân con quên ta có xứ thầy tôi rõ rệt. Nì là niềm vui to của bác con dân tâm mường ở lô nỉ. Với ngày có con thả giao thông thuấn tiến, nhiều nhà ở con quên văng, ta mua xe máy là phương tiến tỷ lái, giao thông thuấn tiến, kinh tế phát triển. Với ngôi nhà xây dựng kiên cổ khang trang, ta rân ản thay thế cho với ngôi nhà tám bớ, tới thủng bác con nhân dân ngay càng ản nồng cao. Đây là con đường huyết mạch và đặc biệt là con thả lồng cốc Xuân Đài Xuân Sơn ản hoàn thành chỉnh quyền quyền bền ta tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiện tất là thả ản bà con ủng hộ ngăn chứ có thả là điều kiến thôi tệ phát triển kinh tế để giao lưu hàng hóa. Đây là con thả huyết mạch trên quyền bền xa bốn họ cho nó cũng quan tâm để bao bà con phai mắt tú bô cũng như là bù tê sư dũng còn thả ản lồ dài. Đã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các khu dân cư.
việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn, ta táo thành mà mắng lưỡi giao thông thông suốt kênh Quỳnh Phện là thầy tội đảng kê diễn máu nông thôn, táo thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế để giảm nghèo. Tán xa văn luồng, từ tuyển thả cúng tạ án hoàn thành, lấy lái nguồn sinh khí mới cho bà con nhân dân lôn nỉ. Bố mặt nông thôn ngày càng khơi sắc, thay đổi vật chất tinh thần người dân ngày càng ản nông cao. Tỉnh này tỷ lệ cứng hòa thả giao thông nông thôn liền xa, liền quên đạt mắc cảm phân cảm. Bờ chờ nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyển thả, tới thủng bác con nhân dân bón hò ngay căng ản nông cao, giao thương hoan hòa, thuấn tiến. Bác con nhân dân rất vui mừng, cảm ơn đang đi nhân nước tư lầm. Cước ni tuyển thả ni, chùa án đầu tư hay huộng cấp, nhân dân tí lái rất khó khăn. Bờ chờ còn thả án nhân nước quan tâm đầu tư, là mời bác con nhân dân rất phấn khởi. Và còn rất hương ứng thê tham hà hiện tất tê cho nhà nước lát thả chứ nì có con thả rồi hay phát triển kinh tế cũng dễ dàng hơn, tất hộ bác con ngày càng phát triển giao lưu văn hóa thưa các quyền bền cũng ngày càng thôi hơn. Xa vần luồng án sức quan tâm của đảng nhà nước ta án đầu tư từ con thả các hạng mục công trình, chính quyền quân bến tên nhân dân rất phấn khởi, có con thả, thuận lợi công việc phát triển kinh tế, phục vụ thôn còn tí họ, tới thủng ở các quyền bến kênh quyền bến xa ngày càng phát triển. Có niềm vui xuân mới, bà con dân tộc ở lô tôn gián huyến Tân Sơn, ản tí kênh con thả ý đang long dần như căng khăng đính thêm niềm tin của đồng bào vào bơi chu trường chính sách của đang trên nhân nước dành cho bà con. Bởi con thả bê tông mới, ta nộn lái kinh hơn các quyền bền, vàng lái cuộc thủng ẩm rò sung túc cho người dân. Mà sức xuân, sức thủng mới, tăng về kênh khắp các quyền bền ở lô tôn gián lô nỉ.